dở trò ra đấy, nó muốn tiêu diệt cái nước Việt Nam mình bằng cái cách đấy đấy. Bây giờ nó không biểu tình ở đâu mà nó làm cái cách đấy, cho nên á rồi là nó làm cái cách này, đi ra đường nhìn thấy cảnh sát, một đứa quay video, một đứa chửi nhau với cảnh sát để nó lấy cái video đấy để nó bán cho cái bọn mà RFM ở tiếng nói tự do ở bên Mỹ kìa, để hắn lấy tiền kìa. Cho nên á, những người tham gia giao thông mà nhìn thấy cái bọn này tình trạng như thế lại đập chết mẹ đi. Nếu như các ông các bà mà không thích đất nước mình trở thành Syria thứ hai chiến tranh thì ra đập chết mẹ ăn đi, chứ không để cho mình đi đi làm vật mặt mà để cho nó lợi dụng cái đất nước của mình để đi đi kiếm ăn thì thế không được, đúng không? Cho nên là mình phải phải tiêu diệt, phải đứng lên cất tiếng nói, không có là dở. Cho nên là lại đang còn cái cảnh như này này, đang còn cái cảnh như này nữa. À, tôi thấy cãi nhau trên cộng đồng mạng 2 hôm nay về cái chuyện là cái đất ở ngoài Hà Nội đấy, với lại cái đất Hải Phòng, cái đất Hà Nội đấy là cái khu vực đấy là đất ruộng, ngày xưa là ruộng, ngày xưa mà chưa 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 quy cái khu vực đó lại làm thành phố ấy thì là nó tức là ruộng, ruộng thì nhà nước mình ấy là nhà quê đấy, thì người ta giao cho mỗi một người là 1,7 sào hoặc là 1,5 sào, có nơi 1,7 sào, có nơi 1,5 sào, có nơi thì 1,4 sào, có nơi người ta không có nhà, người ta không không đảm đương được, con cái người ta đi làm lấy chồng hết rồi, người ta phải viết đơn người ta trả ruộng lại cho hợp tác xã. Nhưng mà có nhà thì là ruộng người ta rơi vào cái chỗ mà nó đẹp đấy thì là nó để nó làm, hoặc nó trồng rau trồng cỏ trồng hoa trồng hè nó bán, đến khi nhà nước cần ấy là nó không trả, nó không trả, nó bảo là đây là đất của nó. Tôi hỏi các ông bà, các ông bà lấy tiền đâu mua được lắm đất thế, mấy chục mẫu mét vuông, mấy khi nó phép nó lao đất của nhà nước, nhà nước là nhà nước quản, chứ còn đất là đất của dân chúng tôi này này. À, như ông ấy nước đất là đâu mà còn của dân nữa. Bây giờ nhà nước đấy miệng thì nói như chảo chàng như con vẹt đấy, cứ nói ở trên đài là nước người ta là nhà tầng nhà lầu nhà to cao cửa rộng nhìn thấy đã mắt. Việt Nam bây giờ người ta không bán đất nữa, người ta khôi phục lại, người ta cũng làm xây nhà chung cư, chiến tranh không chiến tranh nữa, người nhiều người ta không bán đất nữa, người ta phải xây chung cư để cho ở cho được nhiều, cái thứ nhất, cái thứ hai nó sạch sẽ. Bây giờ người ta quy hoạch giống như nước ngoài, các ông này được không chấp hành này, chứ còn này cái đất nước Việt Nam mình là cái pháp luật nó quá nhân đạo. Tôi nói này, nước khác tôi nói Trung Quốc nha, hoặc là nước Mỹ nha, tôi nói nước Mỹ là cái bọn phản động nó thường nói là cái bọn ba que thường nói là nước dân chủ mà, đúng không? Dân chủ mà đi ra đường ấy cảnh sát nó gọi đứng lại giơ tay đấy mà không không giơ mà đứng ngoáy đầu lại thôi nha, con thằng nó cầm điện thoại này cảnh sát nó tưởng đâu là súng cơ, bằng nha gục xuống mày chết nha mày ở trong mày, chứ chúng mày chưa bắt nạt Việt Nam này. Việt Nam chúng tao là người ta không thích cãi nhau với chúng mày, chả nhẽ người ta là chính phủ, người ta là bộ trung ương, là ngoái trung ương, người ta đi cãi nhau với chúng mày sao? Mà cãi nhau với chúng mày thì không bằng chúng mày thì người ta cãi nhau làm gì? Người ta để cho những người dân như chúng tao này này, dân người ta nói lên những cái tiếng nói mới chuẩn, chứ còn như chúng mày lại suốt ngày chứ live stream như này, suốt ngày chứ live stream này, cộng sản cướp đất này, cộng sản cướp nhà này, cộng sản giết người này, cộng sản cướp tiền bắt xe của dân này này, cái loại chúng mày, hay là tôi là người dân này, tôi có quyền thăm, tôi có quyền cái gì giám sát anh này, cái thành phần đó nha, tôi nói cho các bạn biết này, những các cái thành phần đó không phải người Việt Nam, mà cái bọn này là cái bọn phản quốc, hắn có người đưa tiền cho nó rồi, nó phải làm video để bán sang bên nước Mỹ cho cái bọn phản động lưu vong kìa, để lấy cái đồng tiền nó hốc vào miệng như hốc cứt đấy. Cho nên là hắn phải bị bôi nhọ cái đất nước Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo, bôi nhọ chính phủ, nhất là cái thằng 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 Dũng vô va, mẹ con nhà con Cấn Thị Thêu, rồi cái thằng Dũng có xe ôm. Tao nói chúng mày ấy đủ bản lĩnh ấy ra mày tiếp nhận 87.000 người, thằng chùm
Tổng thống Mỹ nó tống cổ về Việt Nam nghe kìa, nó trục xuất về Việt Nam đấy, ra mà đón về mà nuôi đi, đừng có đẩy về Việt Nam thối lắm. Bởi vì này đã bỏ nước ra đi rồi á, chúng mày chửi về rút về Việt Nam, chúng mày chửi đủ kiểu, chúng mày hận thù người Việt Nam, chúng mày không gặm lồn được chúng tao ấy, thì chúng mày lấy Bác Hồ ra để chúng mày sỉ nhục, với chúng mày đốt cờ, với đốt Bác Hồ, với đốt tiền. Chúng mày đủ bản lĩnh đốt trước mặt chúng tao này nha. Tao là cái người ngắt lưỡi chúng mày, tao là người bóp cổ chúng mày nha. Còn đừng có ở bên nước Mỹ đấy mà sủa về Việt Nam, với lại diễn hề diễn kịch để cho chúng tao nghe nha. Chúng tao đây với lại chính là người dân Việt Nam này, nghe chưa? Còn đừng có thuê mấy cái con rối, mấy cái con hề ở Việt Nam chúng tao, mà những cái bọn mà con cháu của bọn của cái bọn địa chủ, với lại con cháu của Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót ở Việt Nam đấy. Đừng có thuê cái bọn ra để mà đi quấy nhiễu. Ngày nay này dân chúng tao này, người ta không để cho chúng mày quấy nhiễu đâu, mà chúng tao mà ra đường mà nhìn thấy á, chúng mày á là chỉ có cái này này, chỉ có cái gậy này này bục vào đầu này là chúng mày chết này, chứ đừng có đứng đấy. Bởi vì thế nào, bố mẹ tao, anh em tao, gia đình nhà tao, họ hàng nhà tao, người ta ngã xuống, người ta hy sinh, người ta ngã xuống để cho chúng tao, con cháu đời chúng tao nó sống được bình yên này. Không phải cái đất để cho chúng mày gây rối, không phải cái đất để cho chúng mày suốt ngày chúng bảo là đòi dân chủ, dân oan, với lại muốn đa đảng sang Mỹ, sang Lào, sang Trung Quốc, sang nước khác. Còn cái nước Việt Nam này không có đa đảng, nghe chưa? Chỉ có một đảng, cảm thấy không sống được uống thuốc chuột chết đi nha. Mẹ ở chúng mày không thích cộng sản thì uống thuốc chuột chết đi, không nhảy lầu chết đi, mà cút sang nước khác, đéo ai khiến chúng mày phải ở Việt Nam nha. Mày nói tao ngứa cả tai, ngứa cả lỗ mắt. Tao là cái người đàn bà, chúng tao hiểu biết cái đất nước Việt Nam chúng tao như thế nào, chúng tao tin tưởng về lãnh đạo, chúng tao tin tưởng về đảng nha. Bởi vì như nào, chúng tao chỉ có một lá cờ nha. Cái người cộng sản chúng tao nói đấy, cái con súc vật nó cũng phải hùng hộ. Bởi vì như nào, cái thời chiến tranh với chúng mày đấy, đánh đuổi thằng thằng Mỹ, đánh đuổi cái thằng xâm lược, đánh đuổi cái thằng tay sai đấy, mà cái con voi mà nó còn, cái xe nó không lên dốc được, một con voi nó còn phải quỳ xuống để nó húc cái xe lên, cái xe tên lửa lên nha. Vào mạng mà xem, đấy là người người nước ngoài người ta quay đấy. Ngày đó chúng ta còn mãi đánh nhau lấy đéo đâu nó máy mà quay, nghe chưa? Chứ còn không, đừng có ở cái đất nước Việt Nam chúng ta mà ngày nay đòi dân chủ, mai đòi dân oan. Tao nói để cho cái lũ chó chết biết này, con người sinh ra cái tay cái chân làm nếm ăn nha. Đừng có dựa vào cái đất nước của chúng tao ấy mà đi 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 phá rối phá nhiễu, với đòi cái dân chủ, đòi dân oan. Chúng mày đòi yêu cây xanh, yêu cá, yêu biển. Cây xanh cơn bão số 7 nó húc cho đổ đấy, sao không thấy đứa nào ra mà dựng lên bón cơm bón thuốc cho nó đi? Sao chỉ có thấy cộng sản ra không á? Có đứa nào cờ vàng không? Có đứa nào ba que không? Có đứa nào phản động không? Đủ bản lĩnh lên nói chuyện với mẹ đi, mẹ nói cho mà nghe. Đủ má chúng mày tưởng cái đất nước Việt Nam chúng tao là cái nơi để cho chúng mày diễn hề diễn kịch để kiếm ăn à ha? Đi con đĩ mẹ chúng mày nữa, bố mẹ anh em anh tao hy sinh, bố tao hy sinh để cho chúng tao sống cái ngày bình yên, không phải cái nơi để nghe chúng mày suốt ngày chúng mày chửi cộng sản là ai, cộng sản là chúng tao này. Thích chửi cộng sản không? Đủ bản lĩnh ra đường đây đánh nhau với tao. Đù má chúng mày, không muốn ở Việt Nam cút bin. Đéo ai cần chúng mày phải đeo cái biển lên ngơ lên cổ này bảo là tôi không thích cộng sản, không thích cộng sản nhảy lầu chết đi. Thì con đi mẹ chúng mày. Thằng Mỹ nó tống cổ cái bọn dân chủ dân oan, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa bên Mỹ kìa, 87.000 người đấy, ra mà hứng lấy đi, hứng về mà nuôi, đừng có đưa về Việt Nam chúng tao. Đủ bản lĩnh ra đảo đảo ông Chung kìa, ra đảo đảo của đại sứ quán Mỹ cái kìa. Tại sao chúng tao ăn cứt mày ngon thế, sao chúng mày đuổi hết dân chúng tao về Việt Nam thế, về cái đất nước cộng sản chúng tao không thích? Ra biểu tình đi để tao xem cái thằng Mỹ nó không bằng cho mày chết luôn đâu. Đi con đĩ mày à, mày hèn với giặc ác với dân, chúng mày mới là cái loại hèn với giặc ác với dân nha. Cái nơi mà chôn rau cắt trứng của chúng mày đấy.
mà chúng mày còn ngồi lên chúng mày ỉa về, chúng mày còn đầu cha cũng mẹ chúng mày, thì con chúng chúng mày ở cái nước người ta coi chúng mày là cái gì? Chúng người ta coi chúng mày là có cứt, lộ súc vật. Cho nên tao mới đặt cho cái lũ cờ vàng là chỉ hơn con chó một đôi đũa. Chúng mày đổ cơm đất mà ăn với chó, con chó nó còn có giá trị, bởi vì này con chó nó còn chủ nó bị làm sao nó còn bênh cho chủ nó. Nhưng mà cái loại cái bọn mà Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đấy, Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi sang Mỹ, chúng mày ra biểu tình, chúng mày live stream thế này này, đào đào Nguyễn Phú Trọng, đào đào Nguyễn Phú Trọng, bọn Mỹ nó bình luận ở dưới này, chúng mày có biết nó bình luận chúng mày là sao không? Nó bình luận chúng mày là cái loại dân ngu cu đen, nó bình luận cái lũ cờ vàng ấy là dân ngu cu đen, chúng mày chỉ chui gầm mâm người ta ăn cứt cho người ta thôi. Người Việt Nam chúng mày mà chúng mày không coi ra gì thì người Mỹ chúng tao chúng mày coi ra cái gì? Hắn chửi chúng mày thế đấy, còn hắn còn chửi này, hắn chửi câu này với đâu này, cái loại chúng nó là ngu. Người của mình thì đánh đi đi vì đồng tiền mà đi đánh người của mình, mà bây giờ chạy sang đây còn không biết hối hận còn chửi về, nghe chưa, nhục chưa? Thằng Mỹ nó chửi chúng mày với nhục. Tao nói này, nhân dân Mỹ đấy, có nhiều người đấy nó sang Hà Nội này, tao gặp người ta tao hỏi người ta, hắn nói chuyện này nhiều lúc hắn còn muốn ra đánh nhau chửi nhau đuổi chúng mày đi ấy, bởi vì chúng mày làm nó điếc hết cái lỗ tai này. Hắn bảo đuổi, muốn đuổi mấy cái con rối này đi, bởi vì là đáng là nó ăn 2 bát cơm nhà nước cấp cho nó, nhưng chỉ vì cái bọn rối ren chúng mày cho nên hắn chỉ được một bát rưỡi, nó phải bớt đi 3 miếng cơm để cho chúng mày ăn. Chúng mày chứ tưởng đâu chúng mày sống ở cái nước thiên đường à? Thằng Mỹ nó vào nhà Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đây, chúng mày chửi nhau mà gọi cảnh sát đến để can thiệp mà, đúng không? Bố con chửi nhau mà cái thằng bé có 15 tuổi thôi, cảnh sát nó gõ cửa này này, gõ cửa này này mà cái thằng đó nó không mở, không mở đúng không? Nó lấy cái chìa khóa công cộng của nó mở xong rồi nó đạp cửa bùng phát, nó vào nó nhìn cái thằng này đang ngồi đi dựng bằng ra biểu tình đi, đảo đảo thằng Mỹ bắn người Việt Nam Cộng Hòa, ra ra biểu tình đi, tao có thấy cái bọn cờ vàng trong này đâu, chúng mày ghê gớm lắm mà, ra biểu tình đi để tao xem cái thằng Mỹ nó có tằng 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 đã óc chúng mày, cái óc chó chúng mày ấy. Đi con đĩ mẹ à, chúng mày tưởng chúng mày sang bên Mỹ hay lắm mà, con gái thì đi ngửa lồn, còn con trai thì đi ăn cắp, còn thằng nào mà không đi ăn cắp thì đi buôn miệng buôn môi để chống lại cái quốc gia của mình, chửi lại bố mẹ của mình để kiếm tiền ăn. Tôi chẳng có thấy cái người nào mà đi đi lấy quốc gia của mình ra đi chửi để kiếm ăn cả, mà chỉ có cái loại thối nát chúng mày thôi, bởi vì chúng mày vì cái đồng tiền, chúng mày vì đồng tiền, kể cả vợ chúng mày mà bảo cho người ta ngủ chúng mày cũng cho để chúng mày lấy tiền, chúng mày là cái thứ người đấy. Suốt ngày chúng mày sủa đến đồng mạng cùng đồng mạng, chúng mày chứ tưởng người dân chúng tao không nói là chúng mày chứ tưởng đâu là chúng mày bảo tôi yêu tổ quốc Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, chúng mày yêu ai? Chúng mày yêu chúng mày la máy chém đi khực 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 rồi chúng mày mổ bụng người ta đúng không, chặt đầu rồi nắm lấy cái tóc như này này rồi lấy cái tim ăn vào mồm miệng này này, một tay xách tim một tay xách đầu này, rồi lấy cái chân được cặm con người ta này. Một cái đứa trẻ mới có 1 tuổi thôi, nó ngồi vào háng của bố nó đấy, mà trói gài cái bố nó như này, mắt chúng mày có cảm thấy chúng mày có tội lỗi với cái đứa trẻ của con nít không? Hắn đứa con nít, hắn là người lớn nhưng mà trong tay nó đang có đứa con nít, mà trói gài cánh khỉ nó bịt mắt nó lại thì nó bế con nó làm sao được? Chúng mày định giết cả 2 bố con nhà nó à? Cho nên tao nói cái lũ tàn độc của cái lũ Việt Nam Cộng Hòa chúng mày này, chúng mày mà không nói ra thì cái thế giới này người ta tưởng đâu là chúng mày sai lầm, chúng mày quên đi được rồi, chúng mày mày từ bỏ được rồi, chúng mày mắc lỗi với lại cái quốc gia của mình, chúng mày ăn năn hối hận được rồi, nhưng mà chúng mày càng 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 cầm cái cờ que chạy như này này, chạy như này này, người thế giới người ta mới biết chúng mày cầm cái là cái cờ que đấy, người ta bảo này ô cái bọn này này, cái bọn này là ngày xưa là nó đánh nó đi theo Mỹ
nó lấy tiền của Mỹ nó đánh cái dân Việt Nam, cái chỗ Hồ Chí Minh này ghê lắm, này ác lắm, cái bọn này ác lắm, nó bắt được con người ta, hắn giết xong rồi là hắn buộc chân vào xe tăng, hắn kéo rồi là nó mổ bụng, nó moi tim, rồi nó nhốt người ta vào lòng nó như là ấy, rồi đóng đinh vào đầu, rồi hắn luộc người, rồi hắn làm đủ kiểu, cái bọn này hắn trôn sống. Cái bảo cái bọn này ác lắm, con cái người ta không biết, người ta nhìn thấy cái lá cờ chúng mày thì hắn cũng vén hỏi bố nó, thì bố nó cũng trả lời như thế đấy. Bởi vì là cả thế giới cái thời đấy nó ủng hộ Bác Hồ, nghe chưa? Không ủng hộ làm sao chúng ta thắng được chúng mày? Chúng ta có cái gì đâu, có cái khẩu súng à, bằng lại lên đạn như này, bằng lại lên đạn này, thì làm sao mà chiến thắng được chúng mày, đúng không? Nhà tao 7 người đi lính đấy, làm gì có đồng lương nào, chẳng có đồng lương nào cả. Nhà nước người ta chỉ nuôi có 2 bữa ăn thôi, cầm súng đi đánh giặc thôi, còn thì sống mà chết thì phải chịu đó. Bởi vì không đánh thì chúng mày phải, không đánh chúng mày thì chúng mày chỉ dẫn cái bọn xâm lược đến, thì chúng tao lại càng chết thê thảm nữa. Chúng mày chết như cái bọn mà như này, chúng mày không phải là chúng mày chết rồi chúng mày thôi đâu, chúng mày đánh cái chúng mày tụt quần chúng mày dạy rồi, mà chúng mày đang còn ngoáy đầu lại Trung Quốc, cái xui Trung Quốc đánh sang Việt Nam kìa, năm 79 đấy, rồi chúng mày chạy sang Campuchia, gây chúng mày xui xui cái bọn bốn bốt đánh Việt Nam này, bọn 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 Hàn Quốc kìa đánh Việt Nam kìa, chúng mày đủ kiểu, chúng mày làm đủ kiểu đủ cách, chúng mày là cái loại là tàn độc. Tới đây mới đây này, mới năm 2015 đây này, chúng mày còn bỏ tiền này, chúng mày cho cái bọn mà Việt Nam mà ngày xưa nó chạy sơ tán sang Campuchia đấy, đi Lào đấy, chúng mày cho tiền người ta rồi giả vờ cắt tóc như này, đi rồi mặc cái áo cà sa vào, rồi là dân nữa chạy ra đi đi đảo đảo Việt Nam, với lại ngăn cách đường bên nội bên kia. Từ ngày nay người ta đã có cái cửa biên giới rồi, có phải bây giờ mới chưa có đâu mà lại về ra đấy đi 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 chống lại, nói chuyện vô lý. Cho nên là chúng mày càng diễn hề, chúng mày bước chân đi đến đâu là người Việt Nam chúng ta biết chúng mày ở đấy, là chúng mày ở chỗ đấy. Hiện giờ chúng mày đang dựng lên một cái thiên 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 Chúa trời đấy, chúng mày đưa con người ta đến là chúng mày lừa người, lấy tiền người ta chứ, bắt con người ta mỗi một lần đi lễ là phải đóng 50.000 bỏ phong bì ấy, để cho mẹ Chúa. Mẹ Chúa làm gì? Mẹ Chúa lấy cái tiền đấy để xây nhà xây cửa, đúng không? Rồi cho con người ta uống cái thuốc của Mỹ đấy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đấy, rồi cứ đi theo chúng mày. Còn ảo giác à, có biết gì nữa đâu. Rồi là bố mẹ người ta chưa gửi tiền đây cho con ta ăn đi học, rồi chúng mày lại lừa người con người ta lấy cái tiền đấy. Cho nên tao nói này, chúng mày sống á, chết chúng mày người ta phải đày xuống 9.000 địa ngục còn chưa đủ. Thế gì? Chúng mày bảo con người ta bảo là dâng cái tiền này lên để cho Đức, cho Chúa mẹ người ta giữ lấy, rồi bữa sau làm sao? Bữa sau để trả lại à? Chúng mày nói với người ta là giữ lấy rồi sao trả lại, mà sau đấy chúng mày lại nói giảng cho người ta nghe bảo là không bao lâu nữa là quả đất nổ tung, là chúng mày toàn bộ phải chết, là phải lên thiên đường. Có đi cái con mẹ mày chứ, thật đúng là tao thấy cái bọn mà đi học đại học rồi học trung cấp, cái nội cung cấp kia mà nghe nó nói thế mà ông tin nó cũng đi theo. Tao không hiểu cái các ông các bà là những cái người như thế nào. Biết được nó là một cái loại âm yêu, nó đã có một cái âm yêu gì thì nó mới dụ dỗ mình. Chứ còn này, ở trên đời ấy, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu miếu, thứ ba tu chùa. Cái gia đình nhà mình mà mình chẳng tu, đi tu miếu thì tu làm gì, tu chùa tu leo làm gì, trong nhà thì đánh bố đấm mẹ đánh em giết chị, mà đi tu đi bái đít người ta à? Nhà mình không bái thì bái đít người ta, bái gì? Ngu thế. Cái đầu này anh phải động não một tí này. Làm sao mà đi nghe nó, đi vứt hết bàn thờ bát hương này đi theo nó. Làm sao mà dốt thế? Ăn cơm mà, được học mà. Làm sao mà dốt mấy cái đứa sư phạm, sư phụng đấy, ngu thế. Cầm giấy khen trong người, học trung cấp, học đại học, mà đang bị để cho cái bọn phản động nó lừa cho đi theo cái đức thánh Chúa trời, nó vừa lấy tiền, nó vừa được địt, nó không cho đi lấy chồng. Đứa nào đến đấy nó chả phải cho Chúa địt một phát. Đứa nào như thế, hắn không cho lấy chồng, hắn bảo là phải cho Chúa ngủ, không có là sau này chết không được lên thiên đường nữa.
rồi lại mang tiền đấy cho Chúa, nó làm sao mà nó nói những cái lời đấy mà tin được, làm sao thế? Cái đầu một đống chữ rồi mà là con một chữ rồi mà lại đi nghe cái bọn lừa đảo, đúng không? Người ta vừa được ăn người ta vừa chửi, địt mẹ con ngu. Ở phá trình nó sướng, hàng tuần nó mang tiền đến cho mình, cho nó uống chúa trời thuốc phiện. Cho nên á, những cái bước chân của cái bọn phản động nó đi phương trời nào tôi cũng phân biệt ra được. Chính ngày đầu tiên tôi đã nói rồi, không phải chúa trời mà không có chúa đất gì đâu. Cái bọn phản động ngày nay này không biểu tình, đi ra đường cãi nhau đánh nhau cảnh sát, rồi là Đức Chúa Trời, rồi là cái lũ quạ đen, hắn nhằm lật đổ cộng sản. Hắn phải vào một cái thiên chúa gì để hắn dựng ra, để hắn ví dụ như mình có bắt nó hay đàn áp nó thì nó bảo là nó nói lên thế giới, nó bảo là đây Việt Nam nó đàn áp chúa giáo. Cái chúa giáo ở bên Hàn Quốc đấy, Hàn Quốc nó 90 triệu dân đi chúa giáo, nhưng mà người ta đường đường chính chính là người ta đi chúa, chứ không cho con người ta uống thuốc phiện đâu, mà không cho con người ta uống heroin đâu, mà không bắt con người ta không được lấy chồng, rồi mang cái chinh đấy đến cho thầy ngủ, thầy đụ. Cho nên cái bọn phản động nó rất tàn bạo, nó không chặt được đầu người thì nó phải hành cái con người. Cho nên tôi đề nghị cái bộ cơ quan nhà nước mình không mạnh tay với bọn này không được. Nếu không mạnh tay là con em, con cháu Việt Nam là thiệt thòi, mà cái nòi giống của mình không còn nữa. Bây giờ anh chỉ đi bắt những bọn thanh niên đi, con trai cũng đi, con gái cũng đi, thì còn đâu là cái tuổi thơ của đất nước nữa. Cái tuổi thơ của đất nước chỗ đấy, đấy. Anh bắt con người ta không được lấy chồng, đến để ngủ với thầy, anh cho uống thuốc phiện, thời gian chết mẹ ăn rồi còn đâu nữa. Cho anh uống cỏ Mỹ thì còn toàn có ngáo đá ấy. Còn đứng chứ như nào, đứng suốt cả buổi sáng. Người ta hỏi chứ đi đâu, còn không nói, không biết cái gì đâu, và đứng chờ chúa trời xuống đi đón. Đấy là đại học rồi đấy, làm sao mà ngu thế nhỉ? Lấy đâu rồi chúa trời, lấy đâu rồi thánh là Phật? Tôi nói nha, tôi nói những cái bọn quả đen thôi, người ta là lập lên một cái tôn giáo, tức là giáo dục con người, chứ không có phải bảo là chúa Phật chúa chỗ nào cả. Ví dụ như này, tôi là trưởng thôn, tôi tôn trọng người ta, người ta ở lâu năm lâu đời sống với dân với làng rất là có phúc có đức, thì tôi phải tôn thờ cái người này lên, tức là như họ một cái nhà giáo, tức là người ta tôn thờ người lên. Ví dụ như đến đây họ quây quần để tôn thờ, đây là một cái tổ chức hội nghị giáo để giáo dục lẫn nhau, chứ không phải giáo đến mà như bọn thằng Thay Hợp với thằng Nam với thằng Thục đấy, suốt ngày đi chửi Bác Hồ với lại chửi Đảng Cộng sản với đồ lật đổ Cộng sản, giáo đéo gì cái đạo giáo đấy. Cho nên cái ngày đấy, cái ngày mà thằng Đỗ Đức Hợp mà mới bắt đầu ra, là tôi là cái người đầu tiên chửi thằng Nguyễn Đỗ Đức Hợp, cái thằng ở đâu, thằng Nguyễn Thái Hợp, cái thằng Nguyễn Thái Hợp mà thằng cha già giáo ở trong Nghệ An đấy, nó là thằng Ngụy, nhưng mà bởi vì nó khoác cái áo quả đen cho nên là nó sống đến bây giờ. Không có cái ngày đấy ấy, cái bọn thanh niên mà tóc ngắn lên đây này, hai tay hai khẩu súng bằng 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 này, thì hắn chết cái ngày chiến tranh đấy rồi, không còn đến ngày hôm nay nữa đâu. Nhưng chỉ vì là nó mặc cái áo cả cái áo quả đen cho nên là hắn sống sót bây giờ. Cho nên là hắn sang bên Mỹ kìa, là hắn luyện được cái thằng Nguyễn Văn Khải đấy, cái thằng mà hiếp dâm em bé 12 tuổi rồi là bị bắt đi tù, rồi bây giờ chạy sang Mỹ đấy. Bây giờ lấy cái xác cái ảnh của thằng Ngô Đình Diệm ra để đi kiếm ăn đấy, thằng Khải đấy. Hắn biết cái thằng Ngô Đình Diệm là như thế nào, năm nay nó mới có 30 mấy tuổi ấy. Hắn biết cái thằng Ngô Đình Diệm là cái gì, nó biết cái Việt Nam Cộng Hòa làm sao, đúng không? Chỉ vì lợi ích
cá nhân của mình mà suốt ngày chửi Bác Hồ là cái người người ta đã cho nó sống đến ngày hôm nay. Nếu không có Bác Hồ ấy, 12 ngày đêm máy bay nó bỏ Hà Nội, thằng Nguyễn là Văn Khải có còn sống đến ngày hôm nay nữa không? Thằng Nguyễn Văn Khải có trong mạng không? Mày đủ bản lĩnh nói chuyện với tao đi. Thì con nghĩ mày à mày, chính cái bọn Việt Nam Cộng Hòa chúng mày giết anh em nhà thằng Ngô Đình Diệm. Bởi vì thế nào? Anh em mà nó là chống không cho Mỹ xâm lược sang Việt Nam. Hắn là một cái thằng phản quốc đi. Hắn tổ chức một cái chế độ bù nhìn đi, nhưng mà nó còn đang còn một có một cái tính người, anh em là thằng Ngô Diệm. Hắn không cho Mỹ lính Mỹ đến. Bởi vì là hắn không muốn cái đất nước Việt Nam diệt vong lẫn nhau. Tao cho anh em mà nó rất là ác, nhưng mà hắn đang một tí tình người như thế. Như chúng mày là thấy nó không cho Mỹ đến, cái bắt đầu là chúng mày tổ chức với Mỹ nè, khẹt, chúng mày đánh đâm giết chết người ta thê thảm, cái hình đang còn đấy. Thế mà bây giờ lại cầm cái hình là Ngô Đình Diệm, anh em người ba như này là Ngô Đình Diệm muôn năm, Ngô Đình Diệm muôn năm nói dưới âm phủ nó bảo chúng mày thế nào địt mẹ à mày, mày lợi dụng cái ảnh của tao để kiếm ăn. Sao ngày xưa mày giết tao? Tao thấy ông anh có khi nó lên nó nói chợ cơ, bóp cổ mày chết. Chúng mày cứ tưởng luôn, cứ người người dân Việt Nam tao ngu lắm à? Hả? Nhà tao 7 người đi 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 chiến tranh này. Chị gái tao á, đây này, vác đạn đây này này, đường 95 Lào này, rồi là sang Campuchia này, đường Trường Sơn này. Anh tao là lái xe này này, cái chở đạn này, rồi anh tao lái xe tăng này, anh tao cầm thông tin này, bằng bằng bài thông tin này, anh tao cầm súng lên chiến trường này, bố tao này, bố tao chống Pháp này, chống Mỹ này, người ta hy sinh vì chúng tao này, không phải hy sinh để cái đất nước hòa bình, để cho chúng mày chiến tranh hòa bình ở trên cái đất nước Việt Nam chúng tao. Chúng mày không được tư cách, không đủ tư cách ở cái đất nước Việt Nam mà suốt ngày đòi dân chủ nhân văn, nghe chưa? Và mấy cái thằng mà đi bộ đội về đấy, đi bộ đội là cái đi bộ đội cái thời mà năm 79 thôi, chứ không phải đi bộ đội cái ngày chống Mỹ đâu, mà nay khoác cái áo quân đội đi ra ngoài đường rồi đi theo mấy cái thằng phản động ra là đòi lật đổ chính quyền, với đòi lật đổ chính quyền, đòi lật đổ cộng sản. Tao nói cho những bài này, chúng mày chỉ hơn con chó mà đi đũa nha. Nếu như cái ngày mà trong chiến trường mà chúng mày chỉ có một cái điểm thôi là người ta sẽ khực chúng mày trong chiến trường này, cho chúng mày chết rồi, không để cho chúng mày ngày nay về đất Hà Nội chúng mày đi theo mấy cái bọn phản động phản quốc rồi để chúng mày về phải bêu nhiễu nói xấu này. Chúng mày bêu nhiễu thì hàng tháng đấy chúng mày đừng lĩnh cái tiền mà nhân dân chúng tao đóng cho chúng mày ăn đi, bỏ nhà trả lại cho nhà nước đi. Hàng tháng nhân dân chúng tao phải đóng tiền để trả lương cho chúng mày ăn này, nhà nước cấp cho chúng mày ở này, đủ bản lĩnh đừng lấy cái thứ đấy nữa, trả lại cho nhà nước đi. Thì con đĩ mẹ chúng mày chứ mặc cái bộ quần áo bộ đội rồi chúng mày đi ra đường, chúng mày làm xấu cái nền quân quân đội Việt Nam ra. Chúng mày đủ bản lĩnh thì trả cái thứ lại để cho người, không đủ chúng mày cảm thấy không mãn nguyện trả đi. Chúng tao đây này phải đóng tiền để cho chúng mày ăn hàng ngày này nha, nhà nước người ta xây lên rồi người ta cấp cho chúng mày ở nha, chúng mày cảm thấy không vừa trả rồi khi đấy đi theo bọn bọn phản động nha, đi theo thì cút mẹ đi đường ở trong đất nước Việt Nam nha. Còn cái nơi mà miếu Thái Tổ đấy không phải cái nơi đấy để cho chúng mày ra thắp hương để thờ mấy cái thằng Ba Que đâu nha. 12 ngày đêm này chúng ta bắn máy bay ở trên Mỹ trên trời đi rơi xuống đất này, chúng ta lấy cái nơi đấy để thờ những cái vị vua. Còn muốn thờ Việt Nam Cộng Hòa đấy vào nghĩa địa, vào cái nghĩa địa của Việt Nam Cộng Hòa đấy, vào đó mà thờ nha. Đi con đĩ mẹ cái lũ chó chết trong mày, đừng có tưởng nhân dân Việt Nam chúng tao hiền với bột, không ai hiền với ma, nghe chưa? Bù má chúng mày, có đứa nào cờ vàng lên nói chuyện với tao đi. Đi mẹ chúng mày muốn Việt Nam chúng tao đánh nhau với Trung Quốc để chúng mày cướp chính quyền, chúng mày nhìn định nhờ mấy cái bọn mà mấy con rối ở trong Việt Nam để cướp chính quyền cho chúng mày, đưa cái bọn ở bên hải ngoại về. Nếu Việt Nam mà chiến tranh nha, người ta sẽ lôi cổ hết những cái đứa mà đi ra biểu tình, trứng mén lôi ra hết,
bằng 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 thì đấy, người ta mới vào cuộc, người ta chiến tranh, nghe chưa? Chúng mày tưởng cộng sản là ngu luôn à, chiến tranh để chúng mày đi 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 đánh đằng sau à, ngu thế. Còn á, hiện nay này, cộng đồng mạng này, bên quân đội người ta tổ chức 8 tổ cảnh sát mạng, nghe chưa? Chỉ cần đứa nào nhúc nhích chửi Bác Hồ hoặc là có hành động ở trên mạng thôi là tóm cổ ngay. Mới đây tóm ba thằng ở trong Thanh Hóa kìa. Nói cho biết, đừng có tưởng đâu, đừng có coi thường cộng sản, đừng coi thường cộng sản. Người ta không nói, đừng tưởng người ta dốt, người ta không dốt đâu. Bởi vì người ta khôn cho nên người ta phải thắng những các cái nước như thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Nhật, thằng Trung Quốc, nghe chưa? Còn cái bọn tay sai chúng mày không thèm chấp. Mày cứ tưởng đâu là người dân chúng tao không biết cái gì. Tao là cái người đàn bà xóa này, mà tao đang đủ hiểu như thế, đang đủ biết như thế. Còn cái người người ta hơn tao nữa. Tao nói không giải phóng miền Nam nha. Ở trong miền Tây kìa, 10 người chỉ biết chữ có một người thôi, còn toàn mù chữ. Còn ở thành phố đấy, 10 đứa con gái thì 9 đứa con gái đi bán dâm cho thằng Mỹ, làm nô lệ tình dục cho thằng Mỹ. Chồng đi đánh thuê, vợ ở nhà đi, tối ngủ với chồng, ngày đi ngủ với lính Mỹ. Đi mẹ chúng mày bảo cộng sản chúng tao vào cướp Sài Gòn. Chúng tao là đánh vào Sài Gòn nha, giải phóng dân tộc, đánh đuổi bọn xâm lược, đánh đuổi bọn tay sai nha. Còn Sài Gòn nhà ai người vẫn đang ở nguyên nha, cộng sản không ai vào đấy. Chúng mày còn nói là cộng sản đi vào đi, chúng mày chạy thằng Mỹ rồi, chúng cộng sản đi vào đi lấy vợ chúng mày. Chúng mày nói như cái đầu lồn tao á. Bộ đội Việt Nam cái ngày đấy có 16, 17 tuổi. Vợ chúng mày 6, 70 tuổi, 50 tuổi rồi, lấy về làm mẹ. Gái ngoài Bắc ấy, 17, 18 tuổi phơi phới, chưa lấy chồng lần nào. Bộ đội, đi bộ đội chết hết rồi. Gái đầy. Nó cần gì người ta phải lấy cái loại mẹ già nữa, lồn như có cống nước chảy nữa. Bốc chết bốc lao. Cái bọn Việt Nam Cộng Hòa chúng mày mà cái thời đó, con gái ấy, ngày đêm thì ngủ với chồng, ngày thì đi làm nô lệ tình dục cho bọn Mỹ, bọn Ngụy, cái bọn rồi là Ngụy ấy, Ngụy với Ngụy ấy. Vợ mày đẹp, nhìn thấy vợ người ta đẹp, ngày mai đi 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 đi, đi lính với nhau đó, tặng người ta chết thì về lấy vợ ra. Chúng mày như thế, cho nên chúng mày phải bỏ cuộc. Cái thứ hai nữa này, chúng mày đánh nhau với cộng sản, nhưng mà cái người mà cầm quyền chúng mày đấy mang hết súng hết đạn bán cho cộng sản rồi thì chúng mày chiến thắng làm sao được. Cái bác tao này, ông hoạt động trong Sài Gòn kia kìa, ông đã làm ngân hàng Đông Nam Á. Ông bảo ông con bò ông ấy, con bò người Sài Gòn đấy, dân Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đấy. Bố nó là công an, đại úy đại tướng cho công an đấy. Ông với hắn cặp bồ với nhau, hai đứa nó hoạt động, nó một súng vào chúng mày, nó bắn sang Lào, nhưng mà đêm này cho lính Việt Nam chúng mày, cho vợ vợ của tướng tá của chúng mày đấy ngồi xe chở đi mang cho cộng sản. Ngày mai cộng sản lấy cái súng đó bằng 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 chúng mày, thế chúng mày bị thua. Nhưng mà chê người ta ba thằng cộng sản ngồi lát đu đủ không gãy, làm sao mà phải tụt quần nó chạy. Chúng mày nói là chúng mày đi tù cộng sản này, chúng mày hận cộng sản, chúng mày đi tù cộng sản, chúng mày đang còn vác xác về sang Mỹ ăn cứt Mỹ kìa. Chứ về chúng mày bắt người cộng sản chúng tao đi tù, chúng mày đóng đinh vào 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 chân vào tay người ta, chúng mày phơi nắng người ta, rồi chúng mày luộc người ta lên chảo nước sôi, chúng mày gõ răng hàm người ta đi này, người ta còn sống đâu người ta về. Bởi mày nói như con cứt người ta đấy. Thì con đĩ mẹ chúng mày không nói á, thì là nghe chúng mày nói là tao chữ ức ở trên cổ này, tao chứ muốn nhìn thấy chúng mày tao đấm chết cụ chúng mày đi, hoặc là cho chúng mày một cái quả lựu đạn ở trong miệng để cho nổ tung cái miệng chúng mày ra này. Tao đang rình có một cái con ở Hà Nội, suốt ngày là nói bảo là mua mộ cộng sản là 14 tỷ với 15 tỷ,
Với lại từ ngày Đảng Cộng sản thành lập là nhân dân khổ, nhân dân nghèo, nhân dân đói. Đi con đi mẹ mày. Mày mới có 15, 16 tuổi đầu thôi. Bằng cái râu lồn người ta ấy, mày biết cái đầu bùi gì mà mày nói Cộng sản đúng đấy. Từ khi Cộng sản lãnh đạo, nhân dân khổ, nhân dân đói. Đói mà phải uống thuốc giảm béo. Đúng không? Bởi vì là ngủ nhiều quá, ăn nhiều quá bụng phì ra phải uống thuốc giảm béo. Còn cái thời thằng Ngô Đình Diệm đợi bọn cái bọn cờ vàng ba que ấy sướng quá, cho nên chúng mày lai máy chém đi, chặt đầu người ta rồi chôn sống người ta rồi luộc người ta rồi đóng đinh vào người ta rồi lấy cái dây điện để chập người ta, cái đời chúng mày sướng như thế đó. Mà cái lũ chúng mày cứ tưởng đâu là người dân chúng ta, người ta không nói á, thì chúng mày cứ tưởng đâu là chúng ta không biết gì. Người ta thừa biết nhưng người ta không thèm chấp. Bởi vì là nói chuyện với chúng mày á, tao tao nói chuyện với con chó mắc dê nhà tao còn hơn. Bởi vì con chó mắc dê nhà tao ấy mà nó ra đường mà nó nhìn thấy người ta đánh chủ ấy, nó còn nhảy sổ lên, nó cào mặt người ta. Mà nói chuyện với chúng mày á như nước đổ đầu vịt, bởi vì chúng mày có phải là người đâu, chúng mày là con súc vật, chúng mày đâu phải là người. Là người mà lại suốt ngày đi chui nước khác đi đến xâm lược Việt Nam, là người mà lại suốt ngày đi kêu nước khác đừng có mua đồ Việt Nam. Chúng mày có một thân một mình, chúng mày chạy sang Mỹ thôi. Như thằng cha con đĩ mẹ mày, thằng anh, thằng em, thằng chú, thằng bác, thằng ông bà, tổ rể, tổ tiên, năm đời, mười kiếp nhà mày đang sống ở Việt Nam kia kìa. Chúng mày cứ nói là từ nay là đi không gửi tiền về cho Cộng sản, chúng mày gửi tiền cho chúng tao bây giờ. Ừ? Chúng mày gửi tiền về chúng tao được đồng nào? Mà chúng này mày nói gọi là chúng mày gửi tiền về cho Cộng sản. Chúng mày làm được tiền để nuôi cái miệng chúng mày chưa đủ. Mà chúng mày có gửi về thì gửi về cho thằng cha con đĩ mẹ chúng mày, chứ gửi đéo mày gì cho Cộng sản. Đi con đĩ mẹ cái lũ ba que, cho nên người ta đặt chúng mày là ba que. Người ta chửi ai, người ta chửi cái loại mày như loại ba que. Đều sổ đá. Ăn tục nói phép. Ba que đâu rồi? Có ai lên phân biện không? Nói cho mình biết. Có lẽ cứ tưởng đó là Cộng sản chúng tôi không biết cái gì. Mẹ chúng mày chứ. Chúng mày mở miệng này, chúng mày nói vào đây. Cái thành phố này cấm cờ đỏ. Sao mà vậy? Vậy tao tao thấy chúng mày ngu thật đấy. Già trẻ hai thứ tóc lên đầu mà mở miệng ra nói ngu. Ngu như con chó á. Chúng mày còn ngu hơn con chó á. Cộng sản chúng ta có đi 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 xâm lược nước Mỹ đâu, mang cờ đỏ sang bên cắm là ngu thế hệ chó chết. Cái thứ hai này, Cộng sản chúng ta cắm nơi đại sứ quán Mỹ kìa, cắm nơi Nhà Trắng đấy, cái nhà mà nợ tổng thống ở đấy, cắm trong đấy, hoặc là Liên Hợp Quốc cái kìa. Chúng mày vào lấy đi, chúng mày là vào lấy ra đi. Tổng thống vẫn không cho người bằng vào cái óc của chúng mày này. Đồ má cái loại chỉ cho chết chúng mày, chứ tưởng đâu là người dân người ta dốt nát chúng mày. Chúng mày cứ tưởng người Việt Nam tao ngu lắm à? Hả? Người dân Việt Nam của tao ấy ngày xưa ấy cần mua cái khăn rộng rửa mặt ấy. Bây giờ này, bây giờ người ta dùng này giấy da này, giấy này lau xong vứt, rửa mặt xong vứt, nghe chưa? Loại ngu dốt.
mày cứ tưởng nó là người ta, cái chúng mày ở bên Mỹ đấy, chúng mày tiêu cả tháng bằng người Việt chúng tao một tháng ăn sáng thôi, thấy chưa? Cái tiền ăn sáng của chúng mày đấy, cái tiền mà chúng mày dùng một tháng đấy, bằng cái tiền tao mua cái đồ này rửa mặt này, cái khăn rửa mặt này, cái khăn bằng giấy này này, chứ lau được lau rửa mặt xong lần vứt luôn, không 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 cần phải là không cần phải là khăn mặt này, nghe chưa? Đi đường cũng tiện, ở nhà cũng tiện, không cần phải giặt phải giũ như là lau xong vứt mà rất là bền, lâu lâu dốt bền bố tổ. Đi làm chó thì cứ cứ ở bên làm chó đi. Chúng mày tưởng đâu là chúng mày đưa mẹ con nhà con Kim Thành sang bên làm gì? Đi nhặt rác. Chúng mày tâng thờ nó ghê lắm mà sao sang bên trận cổ nó ra đánh đấy. Rồi thằng cụ Huy Hà Vũ, thằng Huy Hà Vũ đi ăn cướp cướp cơm Việt Nam. Ăn cướp cơm người dân Việt Nam. Nói nào. Người ta cho mày sang bên đào tạo cho mày rồi sau mà mày đi ăn cướp cơm người ta đi theo giặc. Thằng Quang A cũng thế. Loại chó chết bẩn thỉu cái lũ chúng mày. Hôm nay không có ai đòi lên. Hôm qua thì ngào ngạt đòi lên, hôm nay chẳng thấy ai.